Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop gaming về để vừa chơi game này mà vẫn có thể học tập và làm việc online được, thì bạn có thể tham khảo qua mẫu laptop MSI Gaming GL75 Leopard đang được bán tại Cellphone với mức giá là khoảng 20.990.000 đồng. Với mức giá này thì các bạn sẽ được một cái mẫu laptop với màn hình rất là lớn luôn, màn hình 17,3 inch, độ phân giải là Full HD và tần số quét thì lên tới là 144Hz. RAM ROM sẽ là 8 với cả 512GB SSD. Tất nhiên bạn vẫn có thể nâng cấp thêm RAM với ROM rất là dễ dàng. Nó sẽ chạy con chip Core i5-10200H và GPU sẽ là Nvidia GTX 1650 Ti 4GB. Và cái mẫu laptop này thì nó cũng sẽ có đèn LED RGB ở trên từng phím. Đấy là một điểm mình nghĩ nó rất là thú vị. Tuy nhiên cái nhược điểm của sản phẩm này là gì? Đấy là khối lượng của nó rất là nặng, nó sẽ rơi khoảng 2,6kg. Nên là các bạn cũng cần phải chú ý thêm cái điều này nhé. Rồi, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Lâm Dương, bạn hỏi là: anh ơi cho em hỏi, em có nên mua iPhone 12 bây giờ luôn hay không? Hay là đợi đến cuối năm hết dịch, giảm giá rồi mua? Nhu cầu của em là chụp ảnh và chơi game. Mong anh tư vấn, chúc anh thành công và nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Cá nhân mình thì mình quan điểm đấy là mình sẽ chỉ mua điện thoại khi mà mình thực sự cần thiết đến nó. Chứ nếu mà mình cảm thấy rằng là nếu bây giờ nó không phù hợp thì mình nghĩ là mình sẽ không mua. Còn nếu mà mình đã cần thì không bao giờ mình chờ đợi. Tại vì sao lại như thế? Bởi vì là đầu tiên ấy là đối với những sản phẩm iPhone thì nếu bạn chờ đợi từ giờ đến cuối năm thì chắc chắn là nó sẽ giảm giá. Tuy nhiên là mình nghĩ là với cái mức giảm giá của nó thì sẽ không nhiều đâu. Thực sự là như vậy, nó cũng sẽ giảm giá thêm một chút thôi. Tại vì bây giờ cái mức giá chênh lệch giữa iPhone 12 và iPhone 13 nó vẫn đủ để cho iPhone 12 nó an toàn và nó sẽ giảm giá không quá nhiều. Đấy. Còn từ đợi từ giờ đến cuối năm thì không biết tình hình như nào, bởi vì là nếu mà dịch nó lại bùng phát xong rồi là vận chuyển cái thứ khó khăn rồi là hàng cũng khó về thì mình nghĩ là chưa chắc nó đã giảm giá được nhiều nữa đâu. Nên là nếu mà bạn thực sự cần thiết thì chúng ta nên mua, còn nếu không thì chúng ta có thể chờ đợi đến khi nào chúng ta cần thiết, lúc đó có thể giá nó sẽ hợp lý hơn, chúng ta sẽ mua. Nhưng mà thời điểm này thì mình nghĩ là cũng là một cái thời điểm hợp lý để chúng ta có thể cân nhắc mua iPhone 12 được. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nhóc Thiên. Bạn hỏi là: anh Dương cho em xin một combo Apple tốt trong tầm giá 40 triệu đổ lại, hàng mới, tai nghe đồng hồ với điện thoại thôi ạ. Rồi, tai nghe đồng hồ với điện thoại. Nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ tiết kiệm tiền bằng cách là mình mua một cái mẫu tai nghe AirPods 2 tầm khoảng 3 triệu cộng thêm với cả một cái Apple Watch SE tầm khoảng 7 triệu. Như vậy là đồng hồ với tai nghe nó sẽ chiếm của mình tầm khoảng 10 triệu. Và mình còn 30 triệu để mua một cái điện thoại Apple. Nếu mà 30 triệu thì thực ra là nếu mà bạn mua ngay thời điểm bây giờ thì cũng chưa mua được iPhone 13 đâu. Đấy, nhưng các bạn có thể chờ đợi đến khi iPhone 13 Pro, Pro Max các thứ nó giảm giá xuống thì các bạn có thể lựa chọn hẳn cái phiên bản Pro Max. Có thể cố thêm một tí cũng được, không vấn đề gì cả. Hoặc nếu không cố lên được thì chúng ta có thể dừng lại iPhone 13 Pro cũng được. Thì mình nghĩ là combo đó là hợp lý rồi. Với bản thân mình thì mình sẽ luôn luôn dành nhiều tiền ra để mà mua một cái điện thoại thay vì việc tập trung quá nhiều tiền vào việc mua một cái đồng hồ hay là một cái tai nghe. Còn tất nhiên bạn cũng có thể mua một cái AirPods Pro tầm khoảng 4 đến 5 triệu gì đấy, cộng thêm với cả một cái Apple Watch Series 7 đi, tầm khoảng 12 triệu. Như vậy là bạn sẽ bỏ ra tầm khoảng 16-17 triệu gì đấy, đúng rồi, để mà mua combo đồng hồ với cả tai nghe. Và như vậy là bạn sẽ còn khoảng 23-24 triệu để mua một cái iPhone. Thì bạn cũng có thể cân nhắc mua một cái iPhone 13 cũng được. Mua hẳn iPhone 13 bộ nhớ song cao đi. Đấy, thì mình nghĩ là ở combo đó thì cũng được. Nếu như cái nhu cầu của bạn không quá cần thiết đến một cái iPhone nó phải xịn sò nhất. Đấy, thì iPhone 13 thì cũng là một cái iPhone rất là thực dụng, dùng ổn. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc. Đấy là cái combo mình tư vấn dành cho bạn. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo của bạn Khuê Lương. Bạn hỏi là: chú ơi, cháu có 7 triệu rưỡi thì nên mua máy gì? Đang phân vân giữa Realme GT Neo với cả Redmi Note 10 Pro. Cá nhân mình thì mình thấy là đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn Realme GT Neo, bởi vì hộp phụ kiện của nó có sạc 65W, nhanh hơn rất là nhiều so với sạc 33W của Redmi Note 10 Pro. Thiết kế thì đẹp hay xấu thì thuộc mắt mỗi người nhé. Nhưng mình sẽ thấy là nếu mà bạn thích một cái nốt ruồi nó bé cũng như là mặt lưng xịn sò thì bạn có thể lựa chọn Redmi Note 10 Pro. Còn nếu bạn thích một cái thiết kế trẻ trung thì bạn có thể lựa chọn GT Neo. Màn hình thì cả hai con này đều đẹp, có thể coi là ngang nhau. Nhưng hiệu năng thì GT Neo sẽ mạnh hơn nhiều so với Redmi Note 10 Pro. Nó còn có cả 5G nữa. Camera của nó cũng đẹp hơn.
pin thì nó không bằng đâu, nhưng mà sạc của nó thì lại nhanh hơn rất là nhiều. Hai con thì đều có loa kép, nhưng mà Redmi Note 10 Pro thì lại có kháng nước. Nhưng mà nếu mà 7 triệu rưỡi thì mình nghĩ là đầu tiên là hai con này so với nhau đi, thì mình nghiêng nhiều hơn về Redmi GT Neo. Còn nếu mà mình mà lại có 7 triệu rưỡi thì mình nghĩ là mình sẽ mua một chiếc Redmi K40, bởi vì nó chạy chip 870, mình thích cái con chip đó hơn. Thì đấy là quan điểm của mình, không biết ý kiến các bạn khác như nào, có thể để lại comment nhé. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo của bạn Tuấn Cường Lê Trần, vẫn hỏi là: anh Dương làm so sánh iPad Gen 9 với cả Samsung Tab S7 đi. Dù mức giá chênh lệch nhưng nếu mua đầy đủ phụ kiện cho iPad như là Samsung Tab S7 thì cũng gần ngang nhau đấy. Ok, cá nhân mình thì mình thấy là như sau này. Đầu tiên là thiết kế đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là iPad thì nó có độ nhận diện thương hiệu tốt hơn, nhưng mà thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Tab S7 bởi vì viền cái thứ của nó rất là mỏng hơn ấy, chứ không phải là rất mỏng đâu, mà ý là viền của nó mỏng hơn cũng như là nhìn nó cân đối hơn. Đấy, thiết kế thì mình thích cái kiểu của Tab S7 hơn, nhưng mà nhận diện thương hiệu thì sẽ là iPad Gen 9 nhá. Về màn hình thì mình sẽ lựa chọn iPad Gen 9, mặc dù là cái Tab S7 nó có màn hình 120Hz ấy, nhưng mà cái tấm nền của nó lại chỉ là TFT mà thôi. Chất lượng của nó cho ra không bằng được iPad Gen 9 đâu. Về mặt hiệu năng thì mình đánh giá là cả hai sản phẩm này đều có hiệu năng rất là tốt, có thể coi như là ngang ngửa nhau đấy. Nhưng mà cái Galaxy Tab S7 thì nó có một cái ưu thế, đây là bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 128GB. Nó thoải mái hơn nhiều so với bộ nhớ trong tối thiểu 64GB của iPad Gen 9. Về mặt camera thì Galaxy Tab S7 nó cũng sẽ có phần đa dụng hơn đấy, nó có cả camera góc rộng phía sau đấy. Thế tuy nhiên là đối với cả iPad hay là máy tính bảng Samsung hay là những máy tính bảng của hãng khác ấy, thì mình không quan tâm quá nhiều đến camera đâu. Đấy, nó chủ yếu là để mình chụp ảnh bài giảng hay chụp ảnh công việc rồi là gọi điện video call thôi. Về loa thì cái Galaxy Tab S7 nó sẽ có 4 loa thay vì 2 loa giống như là iPad Gen 9. Và loa của nó đặt rất là cân xứng chứ không phải đặt lệch xuống một bên dưới giống như là iPad Gen 9 đâu. Còn về nghe gọi thì Galaxy Tab S7 có thể nghe gọi được như một chiếc điện thoại, còn iPad Gen 9 thì không. Và thêm một điểm nữa đấy là nếu mà bạn lựa chọn cái iPad Gen 9 mà cái phiên bản mà có 4G thì giá nó sẽ không hề rẻ đâu nhá, giá nó sẽ khá cao đấy, cũng phải ngang ngửa với Tab S7 đấy. Thực ra là trong hai con này thì mình nói là như sau này. Mình sẽ lựa chọn iPad Gen 9 khi mà đầu tiên là mình thích tiết kiệm tiền hơn này. Mình muốn có được một cái trải nghiệm hệ điều hành tốt hơn. Riêng về máy tính bảng thì mình luôn luôn đánh giá là iPad là số 1. Ví dụ như là với điện thoại nhá, thì Android và iOS thì mình luôn luôn nói là ở bạn thích hệ điều hành nào thì bạn lựa chọn hệ điều hành đó. Nhưng mà riêng với ở máy tính bảng thì hệ điều hành của iPad là số 1. Đấy. Thì bạn cũng cần phải cân nhắc cái điều này. Còn nếu mà đã bảo là mua xong rồi mua thêm phụ kiện các thứ nữa để cho giá nó cao lên thì mình nghĩ là không nên thế. Chỉ có tiết kiệm tiền và ưu tiên thương hiệu này rồi là cái trải nghiệm thì chúng ta sẽ lựa chọn iPad Gen 9. Nhưng thực ra là trong cái trường hợp này thì mình nghiêng nhiều hơn với iPad Gen 9. Mặc dù là Galaxy Tab S7 nó cũng có nhiều cái điểm mà mình thấy là ổn, ví dụ như là có nghe gọi các thứ ấy, nó cũng phù hợp với cả nhiều bạn nhỏ đấy nhá. Bởi vì đôi khi là phụ huynh cho con học online ở nhà ấy, nhiều khi là ví dụ như con mà tắt mạng đi là không gọi điện, không nhắn tin Zalo các thứ cho con được đâu. Thật đấy chứ. Ví dụ như con mình bây giờ ở nhà mà có cái Tab S7 này chẳng hạn này, mình muốn gọi cho nó lúc nào thì mình gọi lúc đấy, đỡ phải mua thêm một cái điện thoại cho nó, đúng không ạ? Đấy, thì đấy cũng là một cái điểm mà mình nghĩ là nó tiện hơn. Đấy, nhưng mà có thể là những bạn mà các bạn chỉ sử dụng một cái máy tính bảng thuần túy không thì iPad là sự lựa chọn tốt hơn đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đức Nguyễn, bạn hỏi là: cho em hỏi Vivo V20 với Redmi Note 10 Pro thì máy nào đáng mua hơn? Rồi, cá nhân mình thì sẽ thấy là như sau này. Đầu tiên ý, là hộp phụ kiện này, cả hai sản phẩm đều rất là ổn khi mà đều có đầy đủ từ ốp lưng cho đến sạc nhanh. Hình như là đều là 33W thì phải. Tiếp tục nữa là về mặt thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người. Thiết kế thì thực ra là mình thích cái kiểu thiết kế của Vivo V20 hơn. Nhưng mà V20 thì đấy là mình thích cái mặt lưng của nó hơn thôi. Chứ còn mặt trước thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10 Pro bởi vì là Redmi Note 10 Pro nó sẽ có viền mỏng hơn, cũng như là cái nốt ruồi của nó rất là bé, chứ nó không giống như là màn hình giọt nước của Vivo V20. Về mặt màn hình thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10 bởi vì là cái Redmi Note 10 Pro, xin lỗi Redmi Note 10 Pro nhé. Bởi vì Redmi Note 10 Pro nó có cái màn hình tần số quét cao hơn, độ lớn tốt hơn, giải trí ngon lành hơn. Về mặt hiệu năng thì thực ra là cái con chip về mặt lý thuyết ý, thì là Redmi Note 10 Pro sẽ có con chip nhỉnh hơn ý, Snapdragon 732G nó sẽ nhỉnh hơn là Snapdragon 720G. Tuy nhiên về trải nghiệm thực tế thì mình thấy là nó cũng xem với nhau thôi. Về mặt camera thì Vivo V20 sẽ hơn. Về pin thì Redmi Note 10 Pro sẽ ngon hơn. Đấy. Nhưng mà với cùng một công suất sạc ấy, thì sạc của Vivo V20 sẽ nhanh hơn. Bởi vì pin nó yếu hơn mà. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp đến loa nào. Redmi Note 10 Pro thì sẽ có loa kép và có kháng nước, cái điều mà Vivo V20 không có.
Vậy nên là bạn sẽ lựa chọn Vivo V20 khi bạn cần một chiếc điện thoại thiết kế nhỏ gọn hơn, nhìn mặt lưng đẹp hơn và có camera ngon hơn nhiều. Còn bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 10 Pro khi bạn cần một chiếc điện thoại nó đồng đều hơn. Đấy, thì không biết là ý kiến bạn như thế nào. Nhưng mà ví dụ như với trường hợp này thì mình nghĩ là quan tâm đến camera nhiều mà chị em nhiều thì là phụ nữ sẽ thích cái kiểu của V20 hơn là Redmi Note 10 Pro đấy. Còn nam giới thì có thể nghiêng nhiều hơn về Redmi Note 10 Pro. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của Minh Nhân. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, theo anh tầm 6-7 triệu thì có điện thoại nào thỏa mãn 5 tiêu chí bên dưới hay không? Đầu tiên là màn hình thiết kế đẹp, viền dưới mỏng, màn hình hiển thị đẹp, màn hình 90 hoặc 120Hz. Bạn nghĩ là bạn rất là quan tâm đến màn hình này đúng không? Camera trước thiết kế cực kỳ nhỏ và kiểu giọt nước. Nhỏ rồi thì làm sao mà giọt nước được? Chắc là bạn viết nhầm thôi, chắc là nốt ruồi nhưng mà phải siêu nhỏ đấy, chứ không thể giọt nước được, giọt nước thì nó to. Thiết kế sang trọng, nếu có mong anh tư vấn, cảm ơn. Rồi, thế này thì thực ra là mình đang nghiêng hẳn về chiếc Redmi Note 10 Pro đấy. Bởi vì đây là chiếc điện thoại có một cái màn hình viền dưới hay là viền hai bên, viền trên tương đối là mỏng. Màn hình của nó là màn hình AMOLED, tần số quét là 120Hz. Camera ở phía trước của nó rất là nhỏ. Thiết kế thì thực ra là cũng không phải là quá sang trọng đâu, nhưng mà thiết kế của Redmi Note 10 Pro thì mình thấy là một thiết kế dễ nhìn. Và trong tầm giá này nó còn có thêm cả kháng nước rồi là loa kép nữa, thì mình nghĩ là Redmi Note 10 Pro nó phù hợp với cả cái nhu cầu của bạn. Còn nếu mà 6-7 triệu bạn có thể mua Realme GT Neo hoặc là Redmi K40. Tuy nhiên là hai sổ này thì nó lại không có kháng nước. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đồng đều hơn ấy, thì sẽ vẫn là Redmi K40 với cả Realme GT Neo đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Mai Nguyễn. Bạn hỏi là: em có 15 triệu nên mua iPad mini 6 về chơi hay là mua một con iPad mini 5 với cả một con điện thoại về chơi nhỉ? Đấy, thì thực ra là mình thấy là như này này. Cái iPad mini 6 nó có quá nhiều thay đổi so với iPad mini 5. Các bạn cũng biết rồi đấy. Thay đổi từ thiết kế mới hoàn toàn này, màn hình cũng mới hoàn toàn luôn. Hiệu năng thì hơn đến tận 3 đời. Đấy, camera cũng xịn sò ngon nghẻ hơn. Rồi là nó có cổng sạc Type-C, nó có thêm đèn flash, viền cái thứ mỏng hơn. Nghĩa là quá nhiều những sự thay đổi luôn. Tuy nhiên là cái mức giá của iPad mini 6 thì nó hơn rất nhiều so với cả mini 5. Hai sản phẩm này thì nó lệch nhau tầm khoảng 6 triệu. 6 triệu là đủ để cho bạn có thể mua một cái điện thoại xịn sò về để dùng rồi. Ví dụ như bạn có thể mua một chiếc Realme GT Neo rồi. Vậy nên là nếu mà bạn không quá cần thiết đến những cái phải là khủng khiếp mạnh mẽ của iPad mini 6 thì nên mua một cái điện thoại với cả cái iPad mini 5, thì như thế mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà bạn chỉ thích dùng một cái mẫu iPad không thôi thì mình nghĩ là iPad mini 6 nó cũng xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra đấy. Còn cũng nhiều bạn bảo là bây giờ nên mua iPad mini 6 hay là iPad Air 4, thì câu trả lời rất là dễ dàng thôi. Bạn cần hiệu năng hơn thì bạn sẽ lựa chọn mini 6, còn bạn cần màn hình lớn hơn thì bạn sẽ lựa chọn Air 4. Đấy. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi của bạn Mai Nguyễn cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.